واحدة.
Tiểu nữ cùng phu quân hết lòng yêu thương nhau, chuẩn bị kết hôn. Nào ngờ lại bị người chị gái chưa từng gặp mặt hại, đã ta đóng giả làm ta, định kết hôn với chàng.
tiểu nữ nhân ngày xá tội vong nhân, trở lại nhân gian báo thù. Nào ngờ phụ quân lại bị tiện nhân kia lừa, xin nữ hại ta hồn bay phách tán. Chàng còn dán hai lá bùa bỏ vợ trên cửa làm tôi không vào được. Trời càng tối tôi sẽ càng yếu, chỉ sợ qua ngày hôm nay, hai chúng tôi sẽ vĩnh viễn chia lìa. Con A1H xong thi lại bắt rong. Cái gì? Sao lại thế được? Maki là em đó sao? Maki, con A1 Nam En không nhúc nhích. Thank you.